2 tiếp luôn. Đấy là cái gimbal Rolin RS3 này. Mua mới bao nhiêu ở Vinh nhỉ? 10 triệu con này 190 nghìn. Đấy, 10 triệu 9, gọi là 11 triệu. Thì thay vì các bạn chỉ cần cố gắng thêm một tí nữa thôi, các bạn lên được bản RS3 Pro khoảng 21 triệu. Hồi trước mình được nghe cái anh tư vấn của shop bảo là cố gắng thêm một tí nữa thôi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thế là hai anh em quyết định chốt con này thì thấy quá là xứng đáng. SR với 2470 lên được không? Lên được. Đấy, SR 2470 vẫn lên được. Mặc dù đấy là một cái combo mình thấy nó kịch cỡm, tại vì nó len nó bị dài và nó nặng, cái trọng tâm của nó không ở trong đây. 70-200 thì đương nhiên cái đấy chỉ có YouTuber họ lên cho các bạn xem thôi, chứ còn bọn mình thì chịu. Đi làm thì bọn mình chả bao giờ cầm những cái đấy, nói thật là thế. Và cái bộ combo này để mà chạy thì quá là tuyệt vời. Thứ nhất là pin của nó thì có thể chạy được một ngày. Thế nhưng mà nó có thể sạc nhanh, cổng Type-C, sạc nhanh. Khởi động thì các bạn thấy nhá, bây giờ mình tắt máy đi. Nó có một cái mà anh em đều đi làm đều rất thích, đó là cái tính năng tự lock mode. Tạch tạch, các bạn thấy chưa, mình không động tay một tí gì luôn. Và nó động và nó đã khóa lại toàn bộ những cái ngàm này, khớp này rất là gọn. Thứ hai nữa đó là cái ngàm của nó ấy, nó có thể tháo lắp nhanh. Các bạn nhìn này, nó chỉ có một cái lẫy ở đây thôi, kéo ra phát là đẩy máy ra ngoài luôn, xong. Ok thôi thì mình ngại cân lắm nên mình không tháo ở đâu. Một số cái mốt ở đây nếu mà các bạn ấn nhầm thì không sợ nữa, tại vì giờ nó là nút cứng. Nút cứng thì các bạn thích cái mốt nào thì các bạn gạt lên mốt đấy. Đỡ phải ấn double M hay là ấn 3 lần M hay ấn từng lần M này một để lựa chọn các mốt. Đấy, cái điều đấy cũng rất là hay. Rồi là bạn có thể thêm cái phụ kiện bên này, thêm phụ kiện bên này, thêm tay cầm đôi để khách hàng nhìn ra ngầu, thêm cái pin sạc các kiểu đèn liếc vào đây để nhìn ra ngầu. Còn điểm dở của nó, đấy là mình thấy là giá của nó mà tầm rẻ thì nó tốt, nhưng mà cái giá tầm 11 triệu thì thực ra nó cũng hơi căng cho người mới chơi. Thế nhưng mà đi làm thì thực sự ok. Còn một cái nữa, đây các bạn, đây là cái chân của nó các bạn ạ. Cái chân này ấy, các bạn nhìn này, nó cứ tạch này. Đấy, khó chịu chưa? Đến lúc mà các bạn chạy gimbal mà các bạn không cầm dưới thì nó sẽ như này này. Tiếng nó rất là vui. Ngoài ra thì mình, nếu mà có cái chân này mình không thể thực hiện cái trick gọi là đi máy đến đây xong rồi mình gắp cái bánh này như này được. Được chưa? Thì thế nó hơi, đối với mình thì cái chân này nó hơi phế. Cái chất lượng da thì do là cầy nhiều thì phải chấp nhận thôi. Thì các bạn nên dán cái combo da như cái bạn chạy gimbal với mình, rất là ok. Và mình thấy con này cũng rất là xứng đáng tiền. Hay. Hết review, anh em donate để tôi có thể lên được RS3 Pro nhá. Như anh shop anh nói ấy, từ con này lên RS3 Pro mình cố một tí thôi, khoảng chừng là 10 triệu. Thế thì chịu, con này thì quá xứng đáng.